Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì hình ảnh của nhà sư Thích Thanh Cường là trụ trì chùa Cương Xá tại xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương đã đưa ra những hình ảnh mình mở hộp chiếc điện thoại iPhone 6 và dùng chiếc điện thoại Vertu 600 triệu đồng cùng với những lời bình trên Facebook cá nhân khiến cho dư luận có rất nhiều những quan điểm trái chiều. Đa phần các ý kiến của mọi người đều cho rằng hành động của nhà sư này đã đi ngược lại với những gì trong quan niệm của mọi người về những người tu hành chay tịnh, hướng đạo chúng sinh. Có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào những người vốn được coi là đã thoát tục trần thế và chuyên tâm tu hành. Trước hết thì xin được cảm ơn sư thầy đã dành thời gian để nói chuyện với VTC14 ngày hôm nay. Vâng thưa thầy, đạo Phật thì vốn giúp con người ta không bị vô minh che lấp, đoạn từ dục ái. Vậy thì thích những cái vật dụng đắt tiền và có giá trị như một chiếc điện thoại iPhone 6 giống như trường hợp của thầy Thích Thanh Cường thì có được coi là thầy Cường chưa đoạn tuyệt với những cái vương vấn của trần thế, và theo thầy thì những cái người tu hành thì có quyền được hưởng những cái sản phẩm đắt tiền như vậy hay không ạ? Cái comment của thầy ấy, thì càng làm sai lệch trong cái lối suy nghĩ của thầy. Bởi vì là đối với Phật giáo thì là một tôn giáo vô ngã, là một tôn giáo mà không theo đuổi chủ nghĩa vật chất, mà lấy cái sự an lạc trong tâm hồn làm cái mục đích. Và vật chất chỉ được coi là cái phương tiện. Có được sử dụng iPhone 6 hay không ấy, thì có thể nói rằng là trở lại vấn đề ấy, là chúng ta nếu mà nó là giá trị sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng mọi cái đồ vật, nhưng mà chúng ta không để tâm vào cái đồ vật đó để thỏa mãn cho cái nhu cầu dục vọng cá nhân của mình. Vâng thưa thầy, vậy thì sẽ có rất là nhiều người băn khoăn rằng là với một người tu hành thì liệu có thể có một cái số tiền khá là lớn để mua những cái thứ vật dụng đắt đỏ như một chiếc điện thoại iPhone hay là Vertu hay không? Có những cái vật dụng ấy, thì mình từ những cái tiền mà mọi người cúng dường, thế rồi thì từ những cái tiền mà ở những ngôi chùa có thể tham gia vào cái việc tăng gia sản xuất, trồng cấy, rồi thì trồng những cây nâu niên, thế rồi thì cái việc mà hiện nay thì phục vụ những cái nghi lễ vân vân đấy, thì nó từ nhiều những cái nguồn khác nhau. Đây có thể coi là một bài học rất là đắt giá đối với những người tu hành, đặc biệt là những người trẻ tuổi hay không, và cái quan điểm xử lý vấn đề này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là như thế nào ạ? Thì có những cái trao đổi để mà trước hết là phải chỉ ra những cái sai cho thầy Cường, để thầy nhận ra những cái sai của mình và cái tác hại của thầy đã làm ảnh hưởng rất lớn, tác hại đến cái hình ảnh mà của tăng ni và đời sống tu hành của tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương sẽ triệu tập thầy Thích Thanh Cường để mà nhắc nhở, phê bình và đưa ra một cái hình thức kỷ luật cụ thể. Và giáo hội thì cũng coi đây là một cái bài học, coi đây là một cái cảnh báo, lời cảnh báo trước một cái hiện tượng mà chúng ta cũng phải đề cập đến, đặc biệt trong giới tăng ni trẻ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của thầy đối với VTC14. Vâng, quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc trao đổi của nhóm phóng viên VTC14 với Thượng tọa Thích Đức Thiện là Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về câu chuyện của nhà sư Thích Thanh Cường trong thời gian vừa qua.